500 người luôn rồi. Chào mừng các bạn đã quay trở lại. Hôm nay mình quay cảnh cảnh di dời cây lộc vừng sang một chỗ trồng mới. Đây là cây gốc các bạn. Cây gốc rất là bự các bạn. Bỏ mấy anh kỹ thuật bỏ gốc cây, mấy anh di dời gốc cây. Đây là cây hố mà mấy anh đã đào lên. Giờ mấy anh tời lên để mấy anh cho lên xe cộ để mấy anh kéo đi trồng chỗ mới. Mình di dời cái chân lần ra lần để đưa lần cái cây ra ngoài kia, cho lên cái xe cộ kia. Là chuyên gia lấp hố. Một bên bên đây thì di dời cây, còn phía bên đây làm nhà xe. Đây là sơn lát nhà mẹ. Đây bên đây là làm cái nhà xe hơi, máy gara nhà xe hơi. Người thì lo di dời cây, người lo lắp hố của cây. Đây đây bé, đây qua cái ngõ này. Qua đá ná ngõ này cho đây đi. Mình kéo mạnh dây là cây nó hỏng lên dần lên rồi đó. Hôm qua anh làm mắc mẻ cái dây trên cái rơi. Bây giờ là cho xe vào. Cái xe này sẽ di dời cái cây lộc vừng này đi nha quý vị và các bạn. Đây ngước mặt lên đây nhìn đây cái này coi. Đối đầu với đây là chủ nhân của cây mới. Rồi cả nhà lắp lại lên.
lập hố vậy để lấy mặt bằng cho xe đút xe vào chở cao gốc cây đi. Đó, ui giờ làm cái bộ nhanh gọn lẹ. Hai vợ chồng nhà đây làm có vẻ đạt năng suất nè. Anh đây là chuyên gia kỹ thuật di dời cây cây giống, cây cổ thụ, cây lớn cây nhỏ gì là anh chuyên gia anh di dời. Ai có nhu cầu liên hệ anh. Vai. Đó rất là đơn giản. Kỹ thuật nên đưa xe cộ vào để cột cây gốc cây vào cái chiếc xe rất là chuyên nghiệp. Lên mạnh đi anh qua. Rồi, ngon lành rồi đó. Vậy là mấy anh ra cái đít xe ra nữa là ra đường nữa là chở đi về nơi chỗ mới để trồng. Anh kê lót vô cho cái cây nó khỏi bị trầy cái thân cây đó. Sẵn có cát cái của cái nhà bên cạnh đang còn làm gara xe, mình xúc cát mình lót cây luôn. Đồ tiện quá.
anh là mới cột lại cho khi vận chuyển xe chạy khỏi rớt cây ra khỏi xe. Rồi đơn giản. Rồi bắt đầu mấy anh đưa xe cây ra, bắt xe cộ lên xe máy để kéo đi. Cây cổ thụ đi bằng xe máy quý vị các bạn. Cây lên xe rồi chuẩn bị kéo đi, nhưng mà bây giờ là cái bánh xe nó hơi bị sẹp bánh rồi, sẹp lép rồi. Giờ chạy tới chỗ kia rồi nhờ anh xe máy ra chuyên bơm lên cho chút. Bây giờ anh tháo dỡ cái dàn kỹ thuật chuyên tời cây của anh. À, bây giờ em kéo về thôi, chơi gì nữa. Bây giờ là xe lăn bánh di chuyển cây đi về nơi trồng mới. Video của mình tới đây xin được phép kết thúc. Xin chào toàn thể quý vị và các bạn, chúc quý vị và các bạn có những trải nghiệm vui vẻ.